Chào các bạn. Hôm nay tại cái buổi mà Khang Audio chụp hình cho loạt chép Cement Clan Film, nhân tiện có các cái loa sẵn ở đây, Khang Audio muốn chia sẻ với các bạn những cái thông tin hình ảnh về dòng loa chép cổ của hãng Cement Clan Film này, về hình dáng, cấu tạo, giải tần, cách phối ghép. Thế rồi là để các bạn cùng thêm những cái thông tin về cái dòng loa này mà Khang Audio đã sưu tập trong một thời gian dài vừa qua. Xin cảm ơn. Có thể nói rằng là hãng Cement là một trong những cái hãng mà hàng đầu tiên sản xuất ra được loa, và sau này thì có chuyển giao công nghệ kết hợp với là Isophone, rồi là chuyển giao cho Bauer để làm ra các cái dòng loa. Do vậy mà riêng về dòng loa chép thôi thì tại đây các bạn cũng thấy là khá đa dạng và phong phú, không giống như là các cái video mà tôi chia sẻ đối với dòng loa Saba. Cement có rất nhiều kiểu dáng đa dạng và phong phú, và ở đây có những cái loa tối cổ của Cement, những cái loa đầu tiên khoảng những năm 40 đến những năm 50 thì Cement hay sử dụng cái ký hiệu như là hai chữ U ngược đan vào nhau như này và ghi chữ Bon. Khoảng những năm 50 đến năm 60 thì Cement và ghi cái hiệu là Vác. Các bạn nhìn thấy đây, chữ Vác này là khoảng từ năm 1950 năm 1960. Thế và còn một cái thương hiệu, một cái nhãn hiệu nữa. Sau này, càng về sau này thì Cement họ cũng làm về sau này nữa, khoảng những năm 58 đến năm 1965 thì Cement đã bắt đầu có những cái ký hiệu logo biểu tượng như này rất rõ. Và khoảng những năm này thì Nam Châm đó là Nam Châm sắt, Nam Châm vĩnh cửu. Cement họ còn không chỉ làm những cái loa chép giấy mà còn làm những cái dòng loa chép để đưa vào họng kèn. Đây cũng là một cái dòng loa rất cao cấp của Cement. Mặc dù cái kèn nhỏ như này thôi nhưng mà rất là hay. Và một cái nữa là dòng loa chép của Cement thì còn có một trong những cái đôi rất kinh điển, điển hình. Kích thước đó là khoảng độ 11,5cm. Nhện phíp, các bạn nhìn thấy nhện phíp chưa? Nam châm to như thế này, nam châm ống bơ. Thông thường những cái loa này hay được đặt ở trong những cái thùng loa lớn, bao gồm có loa 405, 307, rồi dòng loa 20cm và một dàn những các cái loa chép như này. Và trong cái thùng đấy thì có vào khoảng độ gần một chục đôi loa khác nhau. Thì cái loa chép này hỗ trợ cho giải cao, và những cái thùng loa lớn như thế hay sử dụng ở những cái dạp hát lớn, dạp hát cổ ngày xưa. Nam châm thì cũng có rất nhiều dạng, nam châm ống bơ, nam châm móng ngựa, nam châm móng ngựa, nam châm tròn, nam châm tròn như thế này, nam châm tròn như thế này. Thế và nam châm thì những cái dòng nam châm cổ này thì đều là nam châm Anico hết, những cái này là Anico hết. Và những đời sau này ấy thì hãng Cement còn làm thêm cả nam châm sắt, nam châm ferrit, nam châm ferrit. Đây là khoảng những năm 60, hơn 60 rồi. Hầu hết tất cả các cái màng loa của loa Cement đều là màng loa giấy. Từ những cái loa cao cấp đẹp như này đều là màng giấy, rất điển hình, bột lông thú kết hợp với bột giấy. Đấy, cho ra được cái màn loa đẹp như này. Và rất nhiều màu sắc, màu ghi, màu lông chuột, màu đen, màu hơi rêu, thậm chí có những cái loa màu hơi tím tím, đen tím. Đấy. Màn loa thì kiểu gì cũng là màn giấy, không có một cái màn loa nào mà không phải là giấy. Đấy, đặc điểm đấy. Và kích thước thông thường thì từ 9 đến 11cm. Màu sắc thì màu nâu, màu ghi, màu đen, rất phong phú. Đấy. Các bạn nhìn thấy. Nhưng hầu hết cũng là ở dạng tròn, đôi khi thì cũng có ở dạng oval. Dạng oval như này. Đây cũng là một trong những cái đôi chép của hãng Cement dạng oval. Tôi thì cũng ít sưu tập cái dòng loa oval, bởi vì trong quá trình làm dòng loa oval này khó có thể làm cho mình những cái design loa mới hiện đại cho nó đẹp mắt được. Thành ra là nó thiếu cái sự cân đối, thành ra tôi ít mua cái dòng này. Mặc dù cái dòng loa oval này cũng rất hay. Và hiện nay thì tôi hay sử dụng cái loa này vào thùng phản xạ. Thưa các bạn, thì những cái dòng loa chép của Cement này thì cũng giống như là cái xu hướng chơi của loa cổ thôi. Thì chúng ta thấy rằng là ngày xưa thì hãng người ta cũng hay kết hợp tụ phân tần bậc 1 cho những khi mà loa chép để kết hợp với loa toàn giải. Thì các bạn thấy rằng là người ta ngày xưa hay dùng tụ những từ cái thì là 10 mui, cái thì 8 mui.
Sở dĩ người ta sử dụng những cái tụ mà cái trị số tụ lớn như thế này, đó chính là để tăng cho cái tiếng trung âm của giải tiếng trung âm nó được hỗ trợ nhiều. Hoặc như là chiếc loa này thì chắc là do cái loa toàn giải khi phối ghép thì cái loa này nó đã có cái giải cao khá tốt rồi, cho nên họ sử dụng cái loa Ovan này chỉ với cái tụ 50. Nhưng đến nay thì khi mà vào thùng, đúng không ạ, Khang Audio cho vào thùng và chơi kết hợp thì cái giải trầm, giải trung cao nó được hỗ trợ do thùng rất nhiều, cho nên Khang Audio hay sử dụng các cái tụ là tụ 4,7 mui và tụ 2 mui để làm sao đó cái giải tần trong quá trình phối ghép giữa loa chép và loa toàn giải nó không bị chồng lấn lên nhau, chơi nó không bị rối. Đấy là lý do tại sao mà người chơi hiện đại người ta hay dùng những cái trị số test thấp. Vâng, thưa các bạn, trên đây là toàn bộ nội dung thông tin về cái dòng loa chép CMN Klangfilm mà Khang Audio đã sưu tập do nhân tiện máy, hình ảnh và ánh sáng. Khang Audio có làm một cái video clip này để chia sẻ với các bạn. Mong những thông tin mà Khang chia sẻ được các bạn đón nhận và đóng góp thêm những các sự hiểu biết về dòng loa này cho cái video của tôi được dày dặn hơn, đầy đủ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.